chúng ta xem xét một vấn đề liên quan đến phân tích độ phức tạp vượt toán. Ở đây chúng ta chỉ làm quen với ký hiệu theta ha, bit theta. Thì cái nội dung này mình cũng thấy nó khá là dài, do đó mình sẽ tập trung xử lý A trước, sau đó mình sẽ sử dụng ý A để xử lý ý B và C. Ở ý B thì mình sẽ xem xét tìm ra cái công thức này, cái đẳng thức này chứ không, cái đẳng thức này bằng một cách tự nhiên thay vì chúng ta phải sử dụng gợi ý này để chúng ta giải quyết câu C nhé. Thì chúng ta thử tự nghĩ ra cái đẳng thức như thế này, chúng ta sẽ nghĩ như thế nào, rồi từ đó chúng ta có thể sử dụng ý A để chúng ta giải quyết ý C ha. Ở đây mình sẽ tập trung vào xử lý ý A trước, còn những cái vấn đề liên quan ý B và ý C để sau. Ý A thì mình sẽ sử dụng cái công cụ bất đứt tích phân ha. Chúng ta chú ý đến cái điều sau: Fn bằng theta Gn. Nếu tồn tại hai cái hằng số C1, C2 dương, N0 thuộc tập số tự nhiên, sẽ cho Fn lớn bằng C1 Gn lớn bằng C2 Gn với mọi n lớn bằng n0. Ta còn nói là Fn là theta Gn ha, là Fn bằng theta Gn. Thì để làm được công việc này thì ta sẽ sử dụng được, tức là ta giải quyết A đó, thì ta dùng công cụ tích phân để ta xử lý ha. Một cách tự nhiên ta xét cái hàm số fx bằng 1/x và liên quan đến tích phân của hàm f trên cái đoạn 0 đến n ha. Sẽ hàm số fx bằng 1/x. Với k là số tự nhiên ha, là số nguyên dương đó, hay là đối với trung học phổ thông thì này chính là n sao ha, n này chính là tập số nguyên dương ha. Đó. Hàm f là cái hàm giảm trên cái đoạn k k cộng 1. Dương giảm liên tục ha, đầy đủ. Lúc đó ta có biết thì lớn hơn bằng fk cộng 1, lớn bằng fk chứ mọi thuộc đoạn k k cộng 1. Từ đó chúng ta sẽ suy ra tích phân của fk cộng 1 ha, trên cái đoạn này ha, tích phân thì cũng ít, chúng ta sẽ có được là độ dài đoạn này bằng 1 nha, fk cộng 1 thì nhỏ hơn bằng tích phân từ k đến k cộng 1 fx thì nhỏ bằng fk. Cái bất thức này chúng ta có thể hình dung dựa vào cái điều sau ha, cái hình ảnh minh họa này, đây là k hay k cộng 1. Chú ý hàm f chúng ta là cái hàm giảm ha. Tất nhiên ta có thể xét một cái hàm f tổng quát, không nhất thiết fx bằng 1/x ha. Hàm dương giảm liên tục trên cái đoạn k k cộng 1 ta cũng sẽ có cái đánh giá tương tự. Ta chú ý đến cái tam giác màu xanh, nhằm cái hình chữ nhật màu xanh.
điểm A này, B này, C này, điểm D này. Rõ ràng cái diện tích hình chữ nhật này sẽ lớn hơn bằng cái phần được đánh dấu màu đỏ ha. Đây chính là tích phân của hàm F trên cái đoạn K, K cộng. Còn cái diện tích của cái nhỏ hơn bằng ha, thật ra nó nhỏ hẳn đó, hoặc nhỏ hơn diện tích cái tam giác A, B, C, D thì nó bằng độ dài của đoạn này bằng 1 nè. Cái diện tích của hình chữ nhật này ha thì nó bằng 1 nhân cho FK, thì nói chung nó bằng FK. Tương tự chúng ta cũng sẽ có một cái hình chữ nhật màu vàng ha. Rõ ràng cái diện tích cái phần dưới đồ thị hàm F và trên trục vành giữa hai đường thẳng x bằng k và x bằng k cộng 1 thì nó lớn hơn bằng cái diện tích màu vàng, diện tích hình chữ nhật màu vàng F. Phần này thì lớn hơn bằng, nó lớn hẳn đó, diện tích cái hình chữ nhật AB F thì nó chính là FK cộng 1. Đây là một cái hình ảnh phác thảo cho, tức là cái hình ảnh trực quan giải thích cho cái vấn tích bên trên ha. Chúng ta có thể sử dụng cái công cụ vấn thức để chúng ta chứng minh bình thường như bên trên, tức rất là đơn giản chứ không quá phức tạp ha. Thì chúng ta sẽ đưa ra một cái ước lượng cho HN ha, từ đó chúng ta suy ra được. Cho K nó chạy từ 1 cho đến N ha, thì chúng ta sẽ có cái đánh giá bên phải tổng K chạy từ 1 đến N, tích phân từ K đến K cộng 1 F(x) thì nó nhỏ hơn tổng, nhỏ bằng tổng FK, K chạy từ 1 đến N. Đây chính là HN. Được ha. Từ đây là một cái vấn tích quan trọng sao. Sao sẽ phía trái á, thì chúng ta có được là chính là tích phân từ 1 đến N cộng 1 ha. Vậy ta suy ra được HN lớn bằng tích phân từ 1 đến N cộng 1 một phần ít tiếp. Thì rõ ràng tích phân này chính là log mu ba n cộng 1. Thì hiển nhiên nó lớn hơn bằng log mu ba n phi một n lớn bằng 1. Cũng từ sau chúng ta sẽ đưa ra một cái đánh giá chặng trên cho HN ha. Từ sau. Vì đây. Chúng ta cho K chạy từ 1 cho đến n đi ha, 1 đến n trừ 1 nha, suy ra tổng k chạy từ 1 đến n trừ 1 k cộng 1 thì nó nhỏ bằng tích tổng k chạy từ 1 đến n trừ 1 tích phân từ k đến k cộng 1 f(x). Phía trái này nè thì nó chính là HN này, trừ đi F1 ha. Này tức là tổng F từ F2 đến FN ha. Thì nó sẽ sai lệch so với HN là F1 ha. Thì nhỏ hơn bằng. Đây chính là tích phân từ 1 cho đến N ha. F thật ra nó chính là tích phân của một phần ít luôn á, log mu ba n. Từ đó chúng ta sẽ suy ra được HN nhỏ hơn bằng F1 tức là 1 cộng log mu ba n. Thì hiển nhiên nó sẽ nhỏ hơn bằng 2 lần log mu ba n với mẫu n lớn hơn bằng 3.
n lớn bằng 3 thì lúc đó 1 nhỏ bằng log n ha. À, như vậy đây là điểm số 2 đi. Đây là điểm số 1. 1 và 2 ta sẽ suy ra được hn luôn lớn bằng log vn nhỏ bằng 2 lần vn với 1 n lớn bằng 3. À, từ đó ta sẽ suy ra được hn là theta n hay là hn bằng theta log vn. Như vậy chúng ta đã chứng minh được cái điều này dựa vào công cụ tích phân ha. Thì chúng ta hoàn toàn có thể làm được điều này đối với những cái hàm số dương giảm liên tục, thì chúng ta đều có thể làm được bằng cái cách này ha. Thật ra hàm tăng thì cũng ta cũng làm tương tự, hàm đơn điệu đó, nói chung là hàm đơn dương đơn điệu liên tục, thì chúng ta có thể sử dụng cái ý tưởng này để đánh giá, để đưa ra cái ước lượng. Bằng thức trên đó, chúng ta có thể đưa ra một cái tổng kết ha. Chú ý F dương giảm liên tục trên cái đoạn 1 đến N cho ha, giả sử khi đó chúng ta có được điều sau. Ta xem lại một lần ha. Tổng tổng quát hóa lên ha, chứ không nhất thiết là cái đánh giá này là cho một cái hàm F cụ thể ha. Bất kỳ hàm F nào dương giảm liên tục thì chúng ta cũng sẽ có một cái đánh giá tương tự như vậy. Tổng k chạy từ 1 đến n fn thì nó sẽ lớn hơn bằng tích phân từ 1 đến n là cộng 1 luôn ha. Và nó nhỏ hơn bằng phân từ 1 đến n f(x) cộng cho f1. Đại khái như thế ha. Ý tưởng chứng minh thì cũng như trên thôi. Rồi, chúng ta kết thúc ở đây ha. Hẹn gặp lại các bạn ở lần sau. Mình sẽ xử lý ý B, đưa ra một cái cách giải thích cho ý B mà chúng ta không cần phải sử dụng cái điều mà người ta cho ha. Mình có thể tự tìm ra cái điều này để chúng ta giải quyết ý C.